Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình Cho Phép Được Yêu. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sunrise Media và được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Sâm Heavy, hỗ trợ điều trị phim xoang của Sâm Phật Ma và đặc biệt là nhà tài trợ chính Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu. Đến với chương trình Cho Phép Được Yêu là những bạn trẻ đang độc thân và muốn tìm kiếm một nửa tình yêu của mình. Các bạn sẽ nhờ những người thân, bạn bè hỗ trợ tìm ra ứng cử viên phù hợp nhất tiến tới hôn nhân và hẹn hò. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với người chơi chính. Xin mời bạn Nguyễn Ngọc Khoa. Xin chào Khoa. Dạ rồi. Wow, một bạn nam rất là cao và phong độ. Cho team hỏi là bạn cao mét mấy à? Em cao 1m85. Nhìn cái ngoại hình của bạn như thế này thì chắc chắn là team nghĩ là bạn phải một công việc đó liên quan tới ngành thời trang người mẫu đúng không ạ? Hiện nay em đang là người mẫu diễn viên. Vậy thì bây giờ Khoa có sẵn sàng làm thử một đường catwalk cho team và các bạn nữ đang theo dõi chương trình được xem được không nào? Em sẵn sàng. Rồi, xin mời Khoa. Wow, rất là phong độ. Nhưng team đang rất là thắc mắc một anh chàng người mẫu điển trai như thế này. Hiện giờ đang lại không có may mắn trong tình yêu, phải đi tìm một cô gái tương lai cho mình. Em nghĩ là tất cả mọi cuộc gặp thì đều là có một cái duyên của nó. Bây giờ thì em đã hết duyên với lại một người trước. Em muốn đi tìm một cái người mới. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì là 2 mối tình thôi. Lý do vì sao mà bạn phải chia tay? Em nghĩ là khi hai người mà chấm dứt yêu nhau á, là đến cái lúc mà họ cảm thấy là họ không còn hợp với nhau, họ không còn thuộc về nhau nữa. Và cái mối tình gần nhất đi, là hai bạn quen nhau bao lâu? Chính thức cũng được khoảng 3 năm hơn. Chắc chắn là khi mà kết thúc một cái mối quan hệ mà mình dành một khoảng thời gian như vậy, tình cảm như vậy thì chắc là cũng sẽ không có vui gì lắm đúng không? Vậy thì hôm nay Khoa đã sẵn sàng mở lòng mình và đón nhận một cô gái mới bước vào cuộc đời mình chưa? Em đã sẵn sàng. Và bây giờ thì đến với chương trình, Khoa hãy giới thiệu những người thân của mình nha. Xin mời người thân của Khoa. Bây giờ thì xin mời Khoa hãy giới thiệu người thân của mình ạ. Đầu tiên đây là mẹ của em, tên Hiền. Xin chào bác Hiền. Rồi, chào con. Đây là mợ của em, mợ ruột, tên Hằng. Còn cuối cùng là em gái ruột, Trang. Trang, trời. Thì tưởng là thêm một người có chữ H nữa chứ. Và anh An rất là thắc mắc tại sao hôm nay em lại không có dẫn một người đàn ông nào khác như là bố hay là anh trai, bạn trai gì thêm. Tại vì thường thì em sẽ thân với lại mẹ, với lại em gái hơn. Dễ tâm sự hơn, không? Tâm lý hơn. Con chào cô và cô có thể cho con biết về cái tính cách của Khoa như thế nào. Tại sao tới bây giờ chỉ có 2 mối tình thôi, chắc anh ấy là rất chung thủy đúng không? Cô nghĩ là Khoa em nó rất là ngoan, hiền. Dạ. Em mà đã quen bạn nào thì sẽ em là nghĩ tới chuyện nghiêm túc. Đúng. Đúng không ạ? Đúng. Thường ngày á là Khoa có tâm sự về chuyện tình cảm hay là công việc với cô không? Nhất là chuyện tình cảm à? Khoa cũng tâm sự với cô. Và cho hỏi mợ, tại sao hôm nay Khoa lại dẫn mợ theo? Nói là mợ thôi nhưng mà Hằng hơn Khoa có 7 tuổi à. Hay mợ cháu hay chat trên Facebook á. Nên cũng rất là thân thiết, gần gũi. Bây giờ mình sẽ đến với là cô gái cuối cùng. Xin chào Trang. Anh đang đoán em sẽ là một trong những chuyên gia tư vấn cho anh Khoa mỗi lần mà gặp rắc rối trong chuyện tình cảm đúng không? Cái đó thì cũng hơi hơi anh. Rồi bây giờ anh đang muốn em hãy nói cho anh biết những cái mà tật xấu hay là những khuyết điểm của Khoa anh nào. Tật xấu thì anh em có nhiều lắm. Vậy hả? Nhiều lắm, ví dụ điển hình đi. Cái tật xấu nào đặc trưng của Khoa nhất? Tật xấu đặc trưng chắc có lẽ là ảnh... Thôi đừng nhìn, đừng cứ nhìn, nhìn là không dám nói. Bừa bộn nhất thôi ạ. Đó, bừa bộn sao? Tại anh cũng đôi khi mình mệt quá, mình đi làm vậy mệt, mình cũng hay bừa bộn lắm. Không phải là đi làm về mới bừa bộn đâu anh em là bừa bộn tất cả mọi thời gian luôn. Cái này là dìm hàng trên sóng truyền hình à. Thế vậy thì hôm nay chắc là phải chọn một cô gái nào đó có một cái sự kiên nhẫn ha, rồi biết chăm sóc cho người yêu nè, để mà phụ giúp Khoa. Trước khi đến với vòng đầu tiên thì cho phép team được hỏi là hội đồng người thân của mình thì ai sẽ là người cầm trịch để quyết định có thể nói là quan trọng nhất trong ngày hôm nay? Mẹ em. Chắc chắn là bác gái rồi đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên của Cho Phép Được Yêu. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa ạ? Vâng, và bây giờ hãy chuẩn bị đón chào đối thoại giấu mặt. Xin chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Cho Phép Được Yêu. Và trước khi đến với vòng 1, cho phép con được hỏi cô ạ. Cô có một cái tiêu chí nào để mà chọn con dâu? Cô sẽ chọn lựa một con dâu là ngoan ngoãn, hiền lành, biết nội trợ, công ăn việc làm thì ổn định. Vậy thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem 3 ứng cử viên chuẩn bị gặp sau bức màn này sẽ có phù hợp với tiêu chí của cô hay không. Và bây giờ xin mời gia đình của mình hãy đến với ứng cử viên đầu tiên. Xin mời bạn Nguyễn Thị Thảo. Xin chào Thảo.
Xin mời bạn hãy giới thiệu đôi nét về bản thân của mình ạ. Em chào mọi người, em tên là Nguyễn Thị Thảo, năm nay em 20 tuổi và em đến từ Nghệ An. Hiện tại thì em đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh và em cũng đang làm huấn luyện viên thể hình. Em có phải là một người năng động và rất là tự tin không Thảo? Chắc chắn là vậy rồi ạ. Vậy thì em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, thực sự thì đã trải qua 2 mối tình rồi anh. Hồi cấp 3 thì em đã trải qua cái mối tình kiểu như tuổi học trò. Khi mà đi học đại học thì cũng có một mối tình ạ. Lý do vì sao mà lại chia tay? Mối tình gần nhất đi. Mối tình gần nhất thì anh đó đã lớn tuổi rồi và cái nhu cầu về tâm sinh lý em không có thể đáp ứng được á. À, cái này hay nè. Em có thể chia sẻ rõ hơn. Dạ, đương nhiên thì yêu nhau, việc nắm tay ôm hôn là chuyện bình thường rồi. Còn chuyện cao hơn thì em cảm thấy là em tuổi đời rất là nhỏ và em cảm thấy em không có thể đáp ứng được chuyện đó. Nên là em quyết định chia tay. Rồi, vậy thì cái mẫu người đàn ông nào sẽ làm cho em tin tưởng tuyệt đối, gặp cái là yêu liền nè? Em nghĩ là chuyện gặp cái là yêu liền thì em không có như vậy. Phải tìm hiểu đúng không? Dạ đúng rồi, chắc chắn là phải tìm hiểu. Còn người đàn ông mà sẽ phù hợp với em thì sẽ là người trưởng thành, biết lắng nghe và thông cảm thấu hiểu cho em. Không biết là bạn Khoa nhà mình thì có những cái đặc điểm gì không? Khoa ơi, em cảm thấy bạn này như thế nào? Cái ấn tượng đầu tiên là em thích cái giọng nói của bạn nữ này. Em cảm giác là bạn này có vẻ thiên về sống tình cảm, sống nhẹ nhàng. Theo ý em, đây sẽ là một gái có phù hợp với em hay không Khoa? Em cũng chưa có nói chắc lắm. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của gia đình. Xin mời. Em thấy PT là những người có vóc dáng rất là đẹp. Thì chị có phải là một người mẫu ảnh luôn không? Đúng rồi, thỉnh thoảng thì chị cũng có đi làm mẫu ảnh. Gia đình em chỉ thích những người mà giống như là làm văn phòng. Vậy thì chị có chấp nhận cái việc mà bỏ cái công việc của mình? Cái công việc mẫu ảnh thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái công việc gia đình ha? Ảnh hưởng về giờ giấc, mối quan hệ, cách ăn mặc nhiều không chị? Nghề mẫu ảnh á, không phải là cái nhìn bề ngoài người ta ăn mặc, ví dụ như là hở hang một xíu thì nhân cách của người ta là như vậy. Mà khi mà người ta mặc như vậy thì là để đáp ứng cái nhu cầu công việc của người ta thôi. Chị có thể đi làm văn phòng nhưng chị không thể bỏ cái đam mê trong cái con người của chị được. Chị vẫn có thể vừa làm văn phòng và vẫn có thể vừa làm mẫu ảnh được. Chị giống như sau này khi chị lập gia đình á thì làm hai công việc cùng một lúc, chị có kham nổi không? Khi mà mình làm văn phòng thì mình làm từ 2 đến thứ 7 thôi. Mình vẫn có thể duy trì cái việc làm mẫu ảnh vào ngày chủ nhật được. Vậy thì còn đâu thời gian chăm sóc cho gia đình? Quan trọng là mình có muốn hay không thôi. Khi mà mình đã muốn thì việc gì cũng có thể làm được. Gia đình của Khoa là một gia đình rất là cơ bản. Bố mẹ đều làm cán bộ công nhân viên nhà nước đó con. Cái chuyện mà ăn mặc hở không có được welcome lắm trong nhà. Dạ. Nếu giả sử con là bạn gái của Khoa thì con sẽ như thế nào trong tình huống này? Thực ra việc lựa chọn trang phục của con á, thì sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của cái tình huống đó. Ví dụ như là con đi tiệc thì chắc chắn là con sẽ không thể mặc một chiếc áo phông thể thao được. Hoặc là con ở nhà cùng với bố mẹ của anh Khoa thì chắc chắn sẽ không thể mặc áo hai dây bình thường được. Nhưng mà nói chung là nhà chỉ muốn con mặc đồ kín đáo thôi. Kín đáo theo ý của cô nghĩa là giống như cô nè. Đó. Không mặc hở bơ, không mặc hở rốn. Thì con không có thấy cô hở. Nhưng mà tóm lại là cô bận đồ có tay, không có hở phần rốn hay gì cả. Nhưng mà công việc PT là mình phải đòi hỏi phải mặc trang phục thật là thoải mái thì sao? Không phù hợp với gia đình. À, đấy. Yêu cầu hơi khó đó Thảo, bây giờ em có cách thuyết phục nào khác không? Thực ra thì em là một người rất là hướng ngoại. Mình cảm thấy thoải mái với cái bộ đồ nào thì mình sẽ mặc cái bộ đồ đó. Nếu như mà với yêu cầu của gia đình của anh Khoa như vậy thì em nghĩ là... em sẽ không thể đáp ứng được. Bạn Thảo rất là có chính kiến của mình. Vậy thì chúng ta sẽ trở lại với Khoa nha. Khoa ơi, em cảm thấy thế nào về bạn này? Cái cách ăn mặc của bạn này có thể là nó cũng có một chút gì đó không hợp với em. Nhưng mà miễn sao là đừng có hở quá là được. Em rất là thích cái cách mà bạn thuyết phục. Em cảm giác là bạn này rất là có chính kiến về bản thân. Đó là những ý kiến của bạn Khoa. Và có vẻ như là gia đình mình mới ứng cử viên đầu tiên thôi mà đã có rất là nhiều ý kiến, rất nhiều câu hỏi. Thì con không biết là cô cảm nhận thế nào về bạn Thảo? Thảo thì cũng rất là thật tình. Dạ. Chia sẻ những cái suy nghĩ của mình. Cô nghĩ là bạn ấy nói cũng đúng theo cái cuộc sống của bạn đó. Nhưng mà tại vì nhà cô thì cũng không ưng lắm. Em thấy chị người cá tính chứ có lập trường. Bạn này rất là thật và bạn này cũng rất là cá tính. Nếu như có cơ hội dòng sau thì mình sẽ coi tìm hiểu thêm thử coi rồi là như thế nào. Và chúng ta hãy đến với ứng cử viên thứ hai, bạn Nguyễn Hoài Thương.
cho anh chào Thương nhá. Bây giờ em có thể giới thiệu về mình nè. Em xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Thị Hoài Thu. Em đang học kế toán ở trường Cao đẳng Công Thương. Em cao 1m53, nặng 45kg. Nghề nghiệp hiện tại của em là mẫu ảnh tự do và diễn viên. Em có những cái sở thích khác không, là PT hay là tập gym gì không? Dạ không anh, em chúa lười luôn cho nên em đâu có tập gym hay gì đâu. Lười thì giống mình à. Em đã từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? À? Dạ em đã trải qua một mối tình ạ. À. Lý do vì sao mà lại chia tay? Anh đó có lỡ thích một người khác á, thì anh có nói em và em đã ra đi để cho hai người đó đến với nhau ạ. À. Anh ta chia sẻ như thế nào nào? Anh lỡ thích một người khác ở trong lớp của anh. Vậy bây giờ em cảm giác như thế nào? Ồ nhưng mà tình cảm của hai bạn được bao lâu rồi? Tại sao có thể dừng lại một cách dễ dàng như vậy? Dạ 2 tháng ạ. À. Chưa từng có kỷ niệm nào đáng nhớ à? Dạ chưa anh, tại vì hồi đó em còn học sinh á cho nên em tập trung học không mà không có yêu đương gì ba mẹ la. À vậy là khi mà em nói với anh ấy là ok mình dừng lại thì anh ấy cũng là đồng ý luôn. Dạ đúng rồi. Vậy thì anh cho là cái chuyện này nó cũng chưa có tới mức độ là tình yêu đâu. Dạ đúng rồi. Chưa nắm tay chưa hôn gì cả mà. Rồi Khoa ơi, ở cương vị thứ hai còn chưa nắm tay chưa hôn luôn. Hôm nay Khoa chắc là người đàn ông hạnh phúc nhất rồi, em có thấy như vậy không? Cũng có vẻ là may mắn đó. Tại vì là cả hai cô gái là nói chung là đúng cái gu về giọng nói của em. Và về cái việc trong sáng đó thì khá là ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên, xin mời. Con cho cô hỏi là gia đình con á là có bao nhiêu người? Dạ gia đình con là có 4 người. Con có em gái à. Thế bố mẹ con làm nghề gì? Dạ ba con làm cây kiểng, còn mẹ con thì nội trợ. Thế con sống ở đâu? Dạ con sống ở bên Thủ Đức đó cô. Ở nhà con có phải làm việc không? Dạ có cô, chuyện đó là hết sức bình thường, ngày nào con cũng làm. Những cái món ăn con có biết nấu không? Dạ có cô. Thế ví dụ như món tủ của con là món gì? Chắc hộp vịt lộn xào me. Lẽ về ngày nào cũng nấu hộp vịt lộn xào me cho ba mẹ chồng ăn. Dạ đâu có, cái đó là món tủ thôi. Ví dụ món truyền thống cho người già ăn thì con có biết nấu không? Dạ cái đó thì xem trên mạng chắc là con cũng biết nấu à. À thế hả? Rồi thường ở nhà con thì ai là người nấu nướng? Dạ ngày nào con cũng nấu cơm á. Còn mẹ thì nấu đồ ăn à. Ăn cơm mà chỉ cần bỏ cắp cắp nồi cơm vô. Chưa đủ thuyết phục nha, nấu cơm là chưa đủ thuyết phục mẹ chồng khó tính này đâu. Con nói là con đi học nè, xong rồi con chụp hình chụp ảnh nữa nè. Vậy thì thời gian đâu để con ở nhà con phụ gia đình? Nếu mà mình đi chụp hình á, photo sẽ nói trước cho con 1-2 ngày để con sắp xếp. Song song đó con vẫn đi học và việc làm ở nhà thì con vẫn làm bình thường đều đều được cô. Tại vì mình dậy sớm á. Thanh niên bây giờ thường là có cái ý muốn là khi lập gia đình xong thì sẽ được ra ở riêng. Thế nhưng mà gia đình cô thì lại muốn là sẽ ở chung. Con có chấp nhận làm dâu không? Cái đó con vẫn có thể làm được. Ví dụ như mẹ chồng mà bây giờ muốn con phải đi làm xong rồi nộp tiền chi tiêu trong cái vấn đề cuộc sống hàng ngày á, thì dạ, con nghĩ như thế nào? Dạ tại vì mình là người một nhà cho nên mình phụ giúp nhau, được cái gì thì mình phụ giúp thôi. Đó là chuyện bình thường. Nó chiếm bao nhiêu phần trăm của thu nhập của cả hai vợ chồng theo em nghĩ? Em sẽ trích 50, còn chồng thì em không biết à. 50% là nhiều lắm luôn á. Cô nghĩ cái này con có thể là hơi... hơi nịnh mẹ chồng chút, đúng không? Con cũng phải sắm sửa chứ, mà con còn biếu bố mẹ con nữa. Nếu mà 1 tháng con được 10 triệu, con biếu 5 triệu thì con còn 5 triệu. 5 triệu đó con có thể xài tiết kiệm mà. Mình có thể mình lấy khoảng chừng 20-30 thôi thì còn có thể chấp nhận được. 50% thì hơi khó tin thiệt. Rồi lỡ như là em có con thì sao? Dạ nếu mà có con thì hai vợ chồng sẽ cùng nhau tiết kiệm tiền. Bạn này chưa có con cho nên chưa có chịu cái trải nghiệm. Hiện tại ở nhà con có phải phụ góp gì cho ba mẹ không? Dạ không ạ, tại vì tiền đối với ba mẹ con không có quan trọng. Cho nên con thích một việc làm thực tế hơn là thỉnh thoảng con có tặng quà cho mẹ của con. Con là con nói là con cũng có phụ giúp với lại bên gia đình chồng. Bên ba mẹ con ví dụ như là khó khăn đi ha. Dạ. Thì đương nhiên là con sẽ phụ giúp rồi, nhưng mà cô muốn hỏi là con dành bao nhiêu phần trăm để mà phụ giúp ba mẹ? Con sẽ chia đều ra 50-50 à. Ôi, con chia hết 50-50 vậy thì con còn tiền đâu để con sử dụng? Dạ tại vì con quan trọng gia đình hơn là bản thân của con. À vậy đó. Con sinh năm bao nhiêu? Dạ con sinh năm 98 à. Mà mình chỉ có một cái mối tình có 2 tháng à. Có phải vì lên chương trình con nói vậy không hay là lý do tại sao? Hơi khó tin thiệt. Cái đó là sự thiệt luôn á cô ơi, không phải là con lên chương trình đâu. Con quen bạn trai á là con kén lắm cô. Kén là sao? Dạ là mình phải thích người ta rồi người ta thích mình xong rồi mình mới quen. Trước đến giờ có nhiều người thích con không? Dạ cũng có. Bạn ấy chắc là nhiều người thích lắm.
rồi con chọn như thế nào mà cái anh nó có 2 tháng sau cái anh đó đi quen người khác rồi? Tại vì lúc đó là cũng đang trong thời gian ôn thi á, cho nên con chỉ bận ôn tập thi, với lại cái chị đó cũng chung lớp với anh đó nữa, cho nên là sao con không có quyết liệt con giữ lại cái tình cảm đó? Khi đã hết yêu rồi thì chia tay thôi, chứ kiểu dài không có hạnh phúc. Ba mẹ con đó giờ là toàn là cho con học mà ít có nói về vấn đề yêu đương, cho nên là con cũng không có quan tâm vấn đề đó lắm. Ví dụ như là cô thì không đồng ý con, nhưng mà Ngọc Khoa lại đồng ý con, vậy thì con có dũng cảm đứng lên để con bảo vệ được cái mối tình này của con không? Nếu mà vì tình yêu thì con có thể làm tất cả vì nó. Con thuyết phục như thế nào? Con sẽ dùng hành động của con để chứng minh cho cô thấy à. Hành động sao? Cho em hỏi một xíu. Rồi em nói đi, em nói đi. Cái này chia sẻ chị em nha, tại vì chị lớn hơn em cũng không nhiều tuổi, lớn hơn còn tuổi. Xin chào chị. Tại chị cũng khá là nhỏ tuổi á. Thì anh em mặc dù lớn tuổi nhưng mà anh em tính rất là trẻ con. Có trẻ con đâu, dìm hàng quá. Nhà em lại thích những người trưởng thành. Dạ. Thì cái việc mà chị tới với anh em nó rất là trái ngược với quan điểm của nhà em luôn. Nên chị sẽ chứng minh với ba mẹ em như thế nào? Thì em sẽ dùng hành động mỗi ngày qua nấu các bữa cơm gia đình cụ thể. Vậy là em bổ béo cả nhà cũng qua rồi. Này là dụ bằng đường ăn uống nè. Ngoài nấu ăn ra mình phải còn có những hành động nào khác nữa chứ? Biếu 50% tiền. Biếu bà. Ngoài nấu ăn 50% tiền. Rồi. Không có hành động nào thiết thực bằng đồ ăn cả. À thì cái này đúng. À, đường đi đến tình cảm là qua dạ dày phải không? Dạ đúng rồi ạ. Quyết tâm. Em đang giảm cân chị ơi. Ăn cho ngán rồi để chấp nhận. Nhưng mà chắc con phải học thêm chứ, thi mới có nấu hộp vịt lộn rang me với lại cắm nồi cơm điện thì chắc chưa đủ. Không thích món đó lắm. Chị có chịu sống thử chứ hôn nhân không chị? Mình thích thì mình cưới thiệt luôn chứ mình không thích sống thử. Mình cũng không thích sống thử. Vì đời phụ nữ chỉ có một lần mà mình sống thử thì nó không nên rồi. Cái này mình ủng hộ nè. Thì đời phụ nữ có lần mới phải sống thử chứ chị. Chị không thử sao chị biết? Quan niệm của em á là đi đến kết hôn xong rồi sinh con giống như những người bình thường khác. Anh thấy là mẹ chồng gần cù rồi nha. Rồi chúng ta sẽ trở lại với lại bạn Khoa. Em cảm thấy như thế nào về ứng cử viên này hả Khoa? Em là em thích nhất cái khoản mà ăn uống á. Bạn cứ nấu đồ ăn là em thích à. Cảm ơn Khoa về chia sẻ của mình. Bây giờ thì cô thấy ứng cử viên này thế nào? Cô nghĩ là bạn này rất là thật và cô thấy là cô ưng. Ưng nhất là cái khoảng 50%. Đúng rồi. Và 50 thì vẫn còn hơi khó tin nha. Em á thì là em nghĩ là cái bạn này là có hai khả năng. Một khả năng là rất là thật và rất là hiền, rất là ngây thơ. Còn một khả năng nữa là diễn quá sâu. Mình nghĩ là bạn này bạn không diễn đâu, bạn thật á. Em thấy sao về cô viên này? Theo em thì em vẫn thấy là hơi trẻ con một xíu thôi. Và chúng ta sẽ đến với ứng cử viên thứ 3, bạn Võ Minh Ngọc. Xin chào Ngọc, em hãy giới thiệu về bản thân của mình. Em tên là Võ Minh Ngọc, hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 1996. Sở thích của em thì cái gì cũng thích. Vậy thì em có những cái sở thích nào mà nó hơi là lạ chút xíu không? Không, sở thích của em nó đa dạng lắm, giờ em cũng không biết làm sao mà lạ. Thường sinh viên trường nghệ thuật đó, họ có những cái điều rất là lãng mạn, rất là đa sầu, đa cảm mà có chút xíu đa tình nữa. Thì không biết là Ngọc và em đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chỉ trải qua 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên là thời còn đi học tầm lớp 7, lớp 8. Lớp 8 đã yêu rồi nha. Còn mối tình thứ hai á là từ năm lớp 11 cho tới năm lớp 12. Yêu sớm thế. Đây là bạn học chung lớp với em hay là như thế nào? Cái bạn này ở gần nhà. Không biết sao bạn đó có Facebook của em, có số điện thoại rồi nhắn tin thì em trả lời rồi xong cái đi chơi luôn. À vậy thôi hả? Dạ vậy thôi. Vậy thì tại sao hai người chia tay? Dạ, em cũng biết khi mà hai người không ai nói với ai tiếng nào hết là tự nhiên im lặng cho đến bây giờ. Đó là phải có lý do gì chứ, tại sao mà lại không ai nói với ai tiếng nào? Kỳ cục đó. Kiểu bạn này yêu có vẻ không hết mình và tình yêu lắm. Chuyện tình này là phải có điểm nhấn một chút gì đó chứ. Chắc tại là mấy lần hẹn bạn đó đi chơi mà em hẹn thêm bạn của em nữa cho nên bạn nó không thích, nhưng mà tại em không có nói trước á. À, trở lại với lại việc học của em. Ngoài thời gian học ở trường em còn học thêm ở đâu nữa không? Những lúc rảnh thì em có đi dạy thêm trống kèn á ở nhà em dưới Củ Chi á. Lớp 6 là em đã được học trống kèn ở nhà thiếu nhi rồi. Cho nên là lớp 10 là em bắt đầu đi dạy. Vậy là bạn này từ lớp 10 là bạn này bạn đã nghỉ học rồi.
em dạy chống kèn là do sở thích của em hay là em muốn kiếm thêm thu nhập? Là do sở thích thôi chứ thu nhập thì không có. Ba mẹ của em biết về vấn đề em đi dạy thêm chống kèn này không? Dạ biết, ba mẹ em nói chung thì cũng thoải mái lắm. Em thích cái gì thì em cứ làm thôi. Nếu mà ba mẹ không cho thì em cũng làm luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của người thân của bạn Khoa. Chị có học lớp 11, 12 không? Ừ, có chứ em. Thời gian đâu chị vừa dạy vừa học vậy chị? Nói chung là học phổ thông thì đa phần là chỉ học buổi sáng thôi với chiều thôi. Còn đi dạy thì tầm là 6 giờ cho tới 7 giờ rưỡi là cái khoảng thời gian đó không mới dính tới cái việc đi học. Vào cái khoảng thời gian đó thì chị học ở đâu vậy? Học phổ thông là học ở dưới Củ Chi. Chị ơi nói này không phải khen chứ em thấy anh trai em đẹp trai, cao mấy tấm lắm, mặt hài hòa tướng đối, một người hoàn hảo cả về ngoại hình, nhân cách đi. Rồi vừa có kiến thức nữa, học đại học quốc tế. Thì chị nghĩ là chị có tương xứng với anh trai em không? Tại ngoại hình chị em chưa thấy, không phía trong này em cũng chưa biết. Chị nghĩ là khi mà hai người đến với nhau không phải chỉ vì ngoại hình không, mà còn phải tương đồng nhau về tất cả mọi mặt. Ý chị là mặt nào? Về tính cách lẫn suy nghĩ chứ không phải là chỉ vì ngoại hình. Nhưng mà giả sử vậy nè, cho một cái buổi nào đó con đến ra mắt gia đình đi, mà con nghe cái câu nói này thì con phải trả lời như thế nào? Cái đó là do sự lựa chọn của anh đó. Nếu anh đó cảm thấy thích hợp, phù hợp thì tụi con vẫn có thể tiếp tục quen nhau. Còn nếu như mà anh đó cảm thấy không phù hợp thì tụi con chia tay hả? Không quen nhau nữa. Dạ, vậy thôi. Nhưng mà như vậy thì có vẻ là mình buông bỏ cái chuyện tình cảm của mình quá dễ dàng đúng không? Dạ, cái đó không phải buông bỏ, nhưng mà con nghĩ là nếu như anh đó là một người đàn ông chững chạc, đứng đắn và biết suy nghĩ thì không vì những cái lời nói như vậy mà có thể buông tay người yêu mình một cách dễ dàng. Nhưng mà đang nói ở khía cạnh là người nhà mà có những cái phản ứng như vậy á, thì con sẽ phản ứng như thế nào? Lúc đó con sẽ chọn cách im lặng. Im lặng? Im lặng anh nghĩ là không giải quyết được vấn đề gì hết. Có nghĩa là con sẽ im lặng nếu như người đàn ông của con lên tiếng bênh vực con. Còn nếu như mà người đàn ông đó cũng im lặng luôn và chấp nhận những lời của gia đình nói như vậy thì con nghĩ là người đó không xứng đáng với con. Chị thấy điểm nào chị xứng đáng với anh Khoa chị? Tất cả, tất cả. Bà này tự tin mà tự tin hơi bị thái quá. Vậy thì em tự chấm mình bao nhiêu điểm? 8/10. 8/10, vậy thì thế mạnh của em là gì? Em sẽ hiểu được người đàn ông của em. Và nếu như em không hiểu được thì em sẽ cố gắng để hiểu, để hai người trao đổi với nhau. Mở thấy con cũng là một người cũng có những cái suy nghĩ rất là trưởng thành. Nhưng mà nãy nói là quen một cái anh nào đó không có nói gì, xong rồi im lặng đến giờ chia tay. Thì cái cảm giác của mợ là cái cuộc tình này nó rất là hời hợt, nó không có một cái sự sâu sắc. Thì không biết là có cái gì mâu thuẫn ở đây không? Cái đó là 5 năm về trước là như vậy. Còn bây giờ thì nó khác rồi. Khác làm sao? Trải qua một thời gian thì con trưởng thành hơn, cái đó là chuyện đương nhiên thôi. Bây giờ giả sử như cũng cái trường hợp như vậy, nhưng mà là con ở thời điểm này thì con sẽ ứng xử như thế nào? Cái mối tình thứ hai của em á, muốn chia tay thì phải nói ra, cực kỳ ghét cái chuyện im lặng. Thì em sẽ tìm đến người đó và hỏi lý do gì sao. Nếu như mà em cảm thấy người ta không thích mình vậy mà mình cứ làm vậy, lần đầu tiên thì em sẽ sửa, làm vì có thể là do mình sai. Còn nếu mà về nhiều lần mà người đó cứ vẫn im lặng như vậy thì em nghĩ là không thích hợp với nhau nữa. Câu trả lời này chắc là làm hài lòng mà chưa? Chắc cũng được được. Cũng được, được, được rồi. Chúng ta sẽ trở lại với bạn Khoa. Khoa ơi, đây là ứng cử viên cuối cùng rồi. Em có ý kiến như thế nào? Em cảm giác là bạn này có cái tính cách rất là mạnh. Nhưng mà cái tính cách mạnh đó thì có vẻ lại không hợp với em cho lắm. Và thực sự thì em rất là không thích một người con gái lúc nào cũng im lặng. Đó là ý kiến của bạn Khoa. Bây giờ thì trở lại với lại ứng cử viên vừa rồi. Cô thấy như thế nào? Thì thấy bạn ấy nói thì cũng biết là bảo vệ cái ý kiến của mình. Cô có sợ là với cái cá tính như vậy là sẽ ăn hiếp hay là trên cơ bạn Khoa? Cô sợ. Cô sợ hả? Đúng. Đấy, nếu mà phụ huynh mà lo lắng thì đã mất một điểm rồi đó. Em nghĩ cái chuyện mà có chính kiến á thì nó cũng bình thường. Nhưng mà cái chính kiến của bạn này nó hơi khác so với chính kiến của bạn số 1. Cảm thấy có đường ra hơn. Em thấy chị này quyết đoán á, nhưng mà nói chung là chưa có đủ đô với em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cho Phép Được Yêu. Và sau thời gian thảo luận rất là căng thẳng thì hội đồng người thân đã có một quyết định loại ứng cử viên nào. Nhưng trước khi đến quyết định này thì chúng ta hãy chào đón sự trở lại của ba ứng cử viên nha. Và bây giờ team sẽ nhường lại quyền quyết định xem ứng cử viên nào sẽ phải ra về cho người cầm trịch ngày hôm nay. Xin mời cô Hiền ạ. Người mà gia đình quyết định chia tay đó là... Thank you.
Nguyễn Thị Thảo. Wow, thật sự con rất là bất ngờ. Tại vì con nghĩ là ứng cử viên đầu tiên sẽ là người phù hợp vì là bạn nữ rất là mạnh mẽ. Sau khi thấy được rõ ngoại hình và dung nhan của bạn Thảo thì gia đình mình có hối hận không ạ? Hối hận thì cô cũng không hối hận. Tại vì cháu Thảo thì cái công việc của cháu, cô cảm thấy nó không phù hợp với gia đình cô. Bởi vì cô nghĩ là con trai cô nó cũng đã là tham gia, cũng người mẫu, rồi cũng quảng cáo, thì đi suốt ngày rồi. Bây giờ ví dụ cô mà lấy về một nàng dâu cũng lại đi y chang như con trai cô nữa, thì cô cảm thấy cái cuộc sống như vậy nó không phù hợp. Với lại cô muốn là nàng dâu nó phải ở nhà tề gia nội trợ đấy đó. Dạ, lúc nãy con thấy là khi mà đèn sáng lên, thấy gương mặt của bạn Thảo thì Trang chách lưỡi một cái, hơi tiếc một cái đúng không? Em thấy chị Thảo cũng được. Thì tại em với anh em thì lại thích những người mà làm mẫu, nhưng mà ba mẹ em thì lại không, cho nên là rất là chế ngoe. Bây giờ thì gia đình mình có muốn chiêm ngưỡng hai nhan sắc còn lại không nào? Xin mời, hai ứng cử viên còn lại hãy lộ diện đi. Chắc chắn là bây giờ gia đình sẽ dễ dàng quyết định hơn ở những vòng sau. Nhưng mà trước khi đến với vòng sau thì chúng ta sẽ có một đôi lời chia sẻ với bạn Thảo. Em cảm thấy thế nào? Thật ra thì em rất là thích những gia đình kiểu như là nhà giáo và cán bộ. Những gia đình đó toát lên một cái sự rất là... Hơi khó tính chút xíu đúng không? Dạ không. Em cảm thấy là khi mà mình sống trong những cái gia đình đó, mình sẽ được ảnh hưởng những cái sự bình tĩnh nè, cái sự mà giáo dục ở trong gia đình. Thì rất là tiếc khi mà con không thể đi tiếp, nhưng mà con cũng chúc gia đình cô sẽ tìm ra được một bạn gái cho anh Ngọc Hoàng. Cảm ơn con. Kết quả của ngày hôm nay mình cảm thấy khá là bình thường. Quan điểm của mình là chọn thì vào, còn không chọn thì về. Chào mừng các bạn đã trở lại với Cho Phép Được Yêu. Và chúng ta sẽ đến với vòng 2 có tên là Tình Huống. Ở vòng này thì người chơi chính của chúng ta là bạn Khoa sẽ lần lượt gặp gỡ hai ứng cử viên. Họ sẽ cùng với nhau hẹn hò, nhưng mà đặc biệt là chúng ta sẽ có những tình huống do chương trình đem tới. Ở đây hội đồng người thân sẽ vừa theo dõi, là chúng ta sẽ vừa tư vấn và đưa ra những thử thách. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ứng viên đầu tiên, bạn Nguyễn Hoài Thương. Chơi. Cao, xin chào Trinh Lập. Em tên gì? Dạ, em tên là Thương. Anh là Khoa. Dạ. Năm nay thì là anh 25 tuổi. Dạ. Em quê ở đâu? Dạ, quê em ở Cần Thơ. À, là em người Hà Nam. Dạ. Anh là người Bắc không ạ? Anh thì người Lai. Người Lai. Nam, người Bắc. Biết nhìn em anh liên tưởng tới gì không? Dạ không. Cô gái 1m52. Biết bài đó không? Dạ biết, em có cover bài đó mà. Ồ, em có cover luôn. Dạ. Trời ơi, hôm nào hai đứa hát chung. Mà em hát dở lắm. Dở lắm à? Dở sao cover được? Thì hát đại nhảm nhảm chơi thôi mà. Em thấy giống nói chuyện sợ dèo. Đâu em hát thử vài câu coi. Thôi em hát dở lắm. Vài câu thôi. Mà em không có nhớ bài đó. Là cô gái hay mộng mơ. Mà hay. Anh cũng quên. Cái tiêu chuẩn bạn trai của em là cái gì? Vậy em không có tiêu chuẩn bạn trai. Nếu mà bạn trai mà nó cao hơn em nhiều vậy thì em có dạ không. Thích không hay là có... Cái đó là bình thường anh. Tại vì con trai mà quen con gái lùn nữa đang là mốt. Cái này đúng. Em có thích đi shopping? Chào chú. Đi chơi hôm nay chú tặng cho con đẹp quá. À, cái này là trong mà anh. Dạ. Dễ thương không? Dạ. Dễ thương quá. Anh đi lấy nước nha. Dạ. Em cứ chơi với cháu của anh kia nha. Dạ. Dạ. Chào bé. Dạ, chào cô. Chơi thì sao con? Nó bị hư hay sao con? Đồ chơi chú mua cho thì đừng có làm hư nghe không? Dạ. Để cô sửa cho. Dạ, con biết rồi. Thôi con hư rồi. Con làm gì vậy? Cái này đồ của chú mua mà. Sao tự nhiên bây giờ con phá lên vậy? Dạ. Con đâu có làm đâu. Cô này làm mà. Đâu phải con. Không, không sao đâu anh. Để một lát em có thể em đi ra em mua lại cái khác cho. Em làm. Dạ, tại cháu nó không biết, nó còn nhỏ. Cho nên cái này nó hơi bị hư xíu à. Đâu, nó do cô làm mà. Thì rồi cô làm, cô đâu có nói con làm đâu. Nhưng mà cái này nó không sao đâu anh. Thôi ai làm? Rồi rốt cuộc bây giờ ai làm? Cô làm á chú.
có đúng em làm không? Tới tấp vô hỏi có đúng là em làm không. Trời ơi má ơi, tại cháu nó còn nhỏ, cháu nó lỡ tay làm gãy xíu thôi à. Không sao đâu anh. Cháu của anh nói là em làm. Dạ tại không sao đâu anh, chắc là cháu nó hoảng quá cho nên là nó như vậy anh. Không, đó là do cụ làm á chú. Em mà nói dối là làm con nít Thư đó. Bây giờ em phá hay là cháu anh phá? Dạ tại cháu không biết cho nên cháu mới làm gãy cái đồ chơi thôi. Cháu bây giờ ai là người làm hư cái đồ chơi này? Đây là cổ. Bây giờ vấn đề giải quyết làm sao nè? Con còn nhỏ, con không nên đổ lỗi cho người khác như vậy. Như vậy là xấu đó, con có biết không? Nhưng mà cô làm mà. Nhưng mà cái này hồi nãy á, rõ ràng là con ngồi con chơi xong rồi con bẻ gãy ra mà. Đâu phải cô. Cái này là cô làm chứ đâu phải em, con làm chỉ đâu. Rồi, vậy một lát nữa cô sẽ mua cái khác đền lại cho con. Nhưng mà với một điều kiện con phải nói thật, con chịu không? Hoa, bạn bao che cái chuyện nói dối của con nít như vậy không có tốt. Bây giờ con hỏi về sau á, là khi mà có con thì là bạn sẽ dạy con như nào, có cho quyền nói dối không? Con đi ra nha. Dạ. Chút nữa có gì chú sẽ sửa cho. Dạ. Lúc nãy chị không làm, tại sao chị lại nhận? Lúc nãy em không làm đúng không? Tại sao em lại nhận là em làm? Hồi nãy em cũng hoảng quá cho nên... Vậy thì nếu mà sau này con của em mà nó hư như vậy thì em phải xử lý như thế nào? Nói nó không thì chắc chắn nó sẽ không nghe. Thì em sẽ không cho bé xem tivi hoặc hình. À. Cái này là nó sẽ còn nổi loạn hơn nữa đó. Dạ không, không sao đâu. Con nít thì nó sẽ mê hoạt hình. Và nếu con của em nó mê hoạt hình thì em sẽ... Nó mê hoạt hình mà nó mê siêu nhân sao? Thì sẽ đem giấu đồ chơi nó luôn, khỏi cho nó chơi. Trời mẹ cái gì vậy? Trời mẹ cái gì vậy? Em có bao giờ mà em nghĩ đến việc là sẽ đánh nó? Dạ không, tại vì con nít đó em không có bao giờ đánh nó cả. Khoa hỏi bạn coi xem là thế lúc nào con cũng cho coi phim hoạt hình à? Sau này á là lúc nào em cũng cho con em coi phim hoạt hình. Dạ không, thỉnh thoảng em mới cho coi hả? Tại vì ngồi trên máy tính lâu quá nó cũng không tốt cho con nít. Không có cho nó coi nhiều thì nó sẽ không mê, mà không mê thì đến khi mà mình ra cái hình phạt đó, đó mẹ mẹ cứ phạt đi, con vẫn cứ nói tiếp á. Chắc chắn là con của em sẽ không dạy đâu. Ủa sao em biết? Sao quyết đoán? Sao em biết hay vậy? Tại vì em có cách riêng mà. Thì em có thể nói cái cách riêng đó như thế. Là em sẽ làm một món ăn cho con của em. À. Nãy giờ thấy là món ăn là học dịch lộn á. Là coi như là tất cả là những liền tới món ăn. Nó hư rồi mình cho nó ăn nữa thì nó hư thêm rồi sao? Nếu mà con mình á, nó hư rồi mà bây giờ mình cứ cho nó ăn nữa thì sau này nó hư thêm nữa thì sao? Nếu mà con nít đang nói dối á thì làm sao ta? Mỗi một bà mẹ nó sẽ có một cái cách dạy con riêng. Nếu mà đánh mặt quá thì tất nhiên không nên. Nhưng ở một cái mức đó thì vẫn nên có những cái hình phạt giống như là phạt nhẹ con vậy. Thì để cho con nó có một cái sợ gì đó, giống như sợ mẹ hoặc sợ ba. Lúc đó thì nó mới bớt được cái phá phách đi. Em nghĩ vậy đúng không? Em nghĩ là không nên đánh trẻ con. Thay vào đó là mình có thể phạt nó quỳ, là đứng cầm. Quỳ nặng lắm ha. Quỳ là nặng lắm á. Không nặng đâu anh. Nó không nặng mình đánh. Với lại nó cũng đỡ đau con nít hơn là mình đánh á. Thời gian dành cho bạn Hoài Thương đã hết. Cô Huyền cô cảm thấy thế nào qua cái buổi hẹn hò này ạ? Cháu Hoài Thương thì chắc tuổi cũng còn nhỏ, nên những cái tình huống mà xảy ra gọi là để mà xử lý cái tình huống với cháu nhỏ hơn á, nó chưa có kinh nghiệm nên chắc là không được á. Ngay trong chính việc dạy những đứa trẻ cứ nói thẳng là nó hư, đằng này chỉ kiểu nhún nhường sao sao á, rất là bao che. Thì em thấy cái gì cũng cho ăn, mẹ chồng thì cũng cho ăn mà con thì cũng cho ăn. Thực ra 20 tuổi thì không phải là quá nhỏ. Bạn hoàn toàn có thể lấy những cái kinh nghiệm sống bằng cái quan sát, bằng tìm hiểu, học hỏi xung quanh. Thôi bây giờ thì chúng ta hãy thử đến với ứng cử viên thứ hai xem là ứng cử viên này sẽ xử lý tình huống như thế nào. Xin mời hãy cùng đến với bạn Võ Minh Ngọc ạ. Chào em. Chào anh. Nắm tay. Tình cảm phải không? Thực ra cái lúc nãy á mà em đang á có nói về cái việc mà hoàn hảo á. Thực sự thì anh không có hoàn hảo như mọi người nói, không có bị áp lực tâm lý quá. Sao hôm nay em lựa váy màu hồng đến đây? Cho anh hỏi cái câu đầu tiên nha, sao em lại lựa một cái váy màu hồng như vậy? Lúc mà anh nghe cái giọng của em á, anh lại thấy là em có một cái cá tính rất là mạnh. Anh nghĩ là em sẽ là giống như một cái hình tượng dạng mạnh mẽ, quần jean thun này nọ. Tại vì em rất là thích hợp với cái màu hồng này. À. Thường đi đâu thì em hay chọn những
bộ đầm màu hồng. Em có tính cách bướng bèo không? Dạ không, tính cách em thì giống như anh nói á. Hỏi chị là hôm nay em thấy anh thế nào? Hôm nay thì em thấy anh như thế nào? Sau khi mà đã bị em anh với mẹ anh làm khó. Qua những cái câu hỏi của bên gia đình anh đưa ra thì em nghĩ là anh sẽ là một người rất là chảnh này kia. Nhưng mà khi mà ngồi ở đây thì em cảm thấy anh dễ thương. Em không thích người nhà của anh hả? Em không thích người nhà của anh đúng không? Chỉ những câu hỏi đó làm em hiểu sai về anh thôi, chứ thật sự em cũng đâu biết gì đâu mà em thích hay là không. Vậy cảm tưởng của em về gia đình á? Vậy thì cảm tưởng của em về gia đình anh có quá khó khăn không? Em thì em không thấy khó khăn, nhưng mà có cô em gái đặt câu hỏi em khó trả lời. Con hỏi bạn coi xem cảm tưởng về mẹ sao? Còn về mẹ anh sao? Em có cảm giác mẹ anh là một cái người mẹ ghê gớm không? Em thấy cô là một người thấu hiểu. Tại vì trong lúc em trả lời những câu hỏi thì có những phản bác của mợ, nhưng mà cô lại nói thêm để cho cái cô mợ đó hiểu hơn. Vậy thì có cảm thấy em gái ghê gớm không? Sống chung với em gái mà. Mẹ chồng bằng dâu là một chuyện nha, nhưng em chồng với lại chị dâu cũng là một chuyện, vấn đề rất là nan giải. Vậy thì em nghĩ sao? Có lẽ là mới gặp nhau cho nên là qua vài câu nói thì không hiểu nhau được hết. Cho nên là nếu như mà sống chung như vậy thì em tin rằng mình sẽ giúp cho cái người đó hiểu mình hơn, mình cũng hiểu người đó hơn. Nắm tay đi, nắm tay đi. Thực ra thì anh nói chuyện, anh rất là mến cái rất là thích em. Rất là thích cái kiểu em. Tiến tới vào. À, vậy trong nhà em thì có bao nhiêu người? Nói kiểu gì mà để chị không có phản ứng vậy? Có ba chị em gái. Ba chị em gái. Nói thẳng luôn, anh rất là thích em, nói thẳng ra luôn. Giờ nếu mà anh nói là anh thích em thì em có phản ứng gì không? Em thấy hồi hộp quá. Mình có thể tiến xa hơn. Mình có thể tiến xa hơn tại vì cái chương trình này để giúp cho mình tìm được cái người phù hợp mà. Thì em có nghĩ là anh sẽ phù hợp với em không? Em cũng thấy mến anh. Cho nên là nếu mà tiến xa hơn nữa thì cũng được, cũng được. Rồi ngày mai đi gặp mẹ lại mẹ với lại em gái thì... Ngày mai anh dẫn em đi gặp mẹ với em gái một lần nữa thì em có chịu không? Thì em sẽ về em coi cái lịch công việc của em ngày mai như thế nào đã. Trời gì kỳ vậy? Vui vậy? Dạ con chào chú, chào cô. Chào con. Cái này là cháu anh, dễ thương ha. Con, bây giờ con ngồi đây con chơi với cô nha. Dạ. Thế là anh đi ra ngoài anh lấy nước. Dạ. Con, nhà con có mấy chiếc xe đó rồi? Dạ khoảng 5 chiếc. Ừ, nhiều quá ha. Sao vậy? Rồi con bẻ gì hư chiếc xe rồi sao? Con làm cái gì vậy? Cái này xe của chú mua cho con mà tự nhiên bây giờ con bẻ nát bét vậy đi hả? Cái này là con làm đúng không? Dạ không, cô này làm. Không phải con làm. Cô làm. Cô sao tự nhiên cô lại đi làm cái xe của cháu của anh nó nát bét vậy? Anh thấy em ngồi không? Nãy giờ em ngồi hai cái tay em đưa xuống dưới, em đâu có để lên trên đâu, sao cô làm cho con được? Bây giờ con nói đi, có phải con làm không? Dạ, cô làm mà, không phải con. Nè, cô hỏi nè, tại sao con lại nói là cô làm? Cô mới gặp con ngày đầu tiên mà. Bây giờ chỉ có một trong hai người nói dối thôi. Con nít thì không biết nói xạo rồi. Em lớn em nói xạo hả? Ủa làm sao anh biết? Anh đang tìm hiểu xem là ai là người làm cái này nè. Cô làm á chú. Con nói là con nít thì nó thích đồ chơi lắm, không tự phá đồ chơi của nó đâu. Nhóc nó thích đồ chơi mà. À, bé này đụng cái xe vô tay cô nè đúng không? Con ủi vô tay cô đúng không? Cô. Vậy là con nói xạo rồi, hồi nãy cô mới ủi vô tay cô mà. Nhưng mà cô làm gãy xe con á. Nhưng mà con trả lời câu hỏi của cô trước đi. Cô nói là con đụng cái xe con vô cái tay của cô, vậy là cô là người tốt hay người xấu? Cô là người xấu. Cô là người xấu là tại sao cô là người xấu? Bởi vì cô nói xạo đúng không? Em giờ em đừng có dồn nó vô như vậy. Trời bắn nó tới tấp vậy nó sợ sao? Bây giờ nó khóc lên rồi sao? Bây giờ em nhỏ nhảy lên nè. Nè, con thấy cô là người xấu đúng không? Khi cô nói là con đụng cái xe con vô cái tay của cô đúng không? Tại vì cô nói xạo đúng không? Như vậy thì hồi nãy con nói là cái xe này do cô làm gãy, là con nói xạo, vậy con là người tốt hay người xấu? Như vậy là không tốt chứ chưa? Hồi nãy cô thấy rõ ràng con tự lấy cái tay con bẻ cái xe nè. Đúng không? Cho nên á là mấy mốt á là con không có được nói xạo vậy nữa nghe chưa? Cô bé này xử lý tình huống rất là tốt. Chút nữa Khoa hỏi là tại sao mà em lại xử lý tình huống như vậy nha. Ngồi, không có gì hết. Ngồi xuống đây chơi đi. Không có nói xạo nữa nghe chưa? Trời con nít quá nó trời quá. Bây giờ con đi ra nha. Em có học tập từ đâu, lấy kinh nghiệm từ đâu hay không mà sao có được cái những cái xử lý tình huống như vậy? Rốt cuộc là thằng bé nói dối đúng không? Rõ ràng là nó tự bẻ chiếc xe nó, em ngồi vậy em không có hề đụng tới chiếc xe này. Cái cách xử lý của em như vậy là em có học hỏi từ ai? Em có xem một số cái đoạn
video clip của mấy cái chuyên gia tâm lý ở trên mạng á. Về cái tâm lý trẻ em thì nó nói được người khác sai thì người ta nói nó lại thì nó sẽ hiểu hơn. Ví dụ như nãy nếu mà em nói là em không phải là người ấy, em cứ đổ lỗi cho nó thì nó sẽ không bao giờ nhận ra cái lỗi đó của nó. Thời gian của bạn Ngọc và Khoa cũng đã hết rồi. Tôi thấy là cô Hiền đã gật gù. Cô thấy là cháu Ngọc đã biết cách giáo dục những cái bé nhỏ mà nói dối. Nhưng mà em có thấy Ngọc này á, có nói chuyện quá thẳng thắn hay không? Có quá dữ, có sợ là sẽ về ăn hiếp anh của mình không? Không, có em bảo vệ anh của em rồi. Em thì em thấy Ngọc rất là trưởng thành trong cái cách suy nghĩ cũng như cách ứng xử. Cái chuyện mà Ngọc có ăn hiếp Khoa hay là bắt nạt Khoa thì em nghĩ chuyện vợ chồng đó là chuyện riêng. Quan trọng là Khoa thấy hạnh phúc là được. Đó là ý kiến của gia đình bạn Khoa. Và không biết là cô gái nào sẽ được gia đình chọn để mà cho phép được yêu cùng với bạn Khoa. Chúng ta sẽ biết kết quả ngay trong ít phút nữa nha. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Cho Phép Được Yêu. Và qua hai vòng thi, hội đồng người thân của bạn Khoa đã chọn được ứng cử viên cảm thấy là phù hợp nhất. Nhưng trước khi đến với kết quả này, chúng ta hãy chờ đón sự trở lại của nhân vật chính ngày hôm nay. Xin mời bạn Ngọc Khoa. Chào Khoa. Rồi. Lúc nãy thì tôi thấy là ở dưới đây hội đồng người thân của bạn trao đổi rất là căng thẳng. Bạn nghĩ là sự lựa chọn của gia đình có trùng khớp với ý của mình không nào? Chắc là sẽ trùng khớp với em. Tại em cũng đã nhắm được người phù hợp cho mình trong đầu. Bây giờ thì sẽ là giây phút rất là hồi hộp và quan trọng. Người cầm trịch ngày hôm nay, cô Hiền sẽ công bố xem ứng cử viên nào sẽ là người cho phép được yêu cùng với bạn Ngọc Khoa. Xin mời cô ạ. Người gia đình chúng tôi cho phép được yêu là... Võ Minh Ngọc. Gia đình của bạn Nam là một gia đình gia trưởng, không có hợp với lại mình. Tại vì mình là một người thích tự do. Với lại mình không nghĩ là bạn trai này sẽ hợp với mình. Vậy nên cái vấn đề mà mình không được chọn, mình cũng thấy vui chứ không thấy buồn. Tôi mới thấy được một nụ cười rất là hạnh phúc của bạn Khoa. Không, bạn Ngọc có phải là trùng khớp với ý của bạn hay không? Rất là trùng khớp luôn anh. Rất là trùng khớp luôn. Vậy thì Khoa hãy thể hiện cái sự hạnh phúc, sự vui mừng của mình đi nào. Xin mời. Vâng, thưa quý vị, vậy là ngày hôm nay chúng ta lại có một kết quả có hậu nữa khi mà ý kiến của gia đình và nhân viên chính của chúng ta ngày hôm nay là bạn Ngọc Khoa đã trùng khớp với nhau. Rất là mong muốn là nghe được ý kiến của bạn Khoa ngay lúc này ạ. Thực ra thì tham gia chương trình này em cũng muốn tìm được một cái đối tượng đủ tiêu chuẩn để mình có thể theo đuổi mà vẫn có thể làm hài lòng được bố mẹ. Vậy thì Ngọc ở đây chắc là một người mẫu người đủ tiêu chuẩn đó đúng không? Thì mẹ em đã chọn thì là... Mẹ em đã chọn, nhưng mà em cũng là người, em cũng chọn. Em đồng ý luôn, vậy thì tại sao không nắm tay nhau? Đúng lại nắm rồi. Bây giờ, rồi còn Ngọc thì sao? Em cảm thấy sự lựa chọn này mình có hạnh phúc. Em cảm thấy sự lựa chọn này hơi bất ngờ, tại vì em không nghĩ là mình được cô chọn. Vậy còn cô, tại sao cô lại chọn là bạn Minh Ngọc? Cô thấy cháu nó đã biết cách xử lý, không có bao che những cái lỗi lầm cho trẻ nhỏ. Chỉ ra cái sai, cái đúng để cho những em bé đó nhận ra được cái lỗi của mình. Thì từ cái đó là cô thay đổi thái độ, là cô đồng ý bạn Ngọc. Tức là tới phút 89, đúng, cô đã thay đổi quyết định của mình. Chúc hai bạn sẽ thật sự hạnh phúc và tìm hiểu nhau và đi đến con đường cuối cùng sau chương trình Cho Phép Được Yêu. Đến đây thì chương trình chúng tôi đã phải tạm biệt quý vị rồi. Chương trình được thực hiện bởi đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Sunway Media và được đồng hành cùng nhà tài trợ Som Heavy, hỗ trợ điều trị phim son của Som Phật Ma và đặc biệt là nhà tài trợ chính Som Nhung Bổ Thận Trung Ương 3, trị chứng thận hư thận yếu. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào 21:30 tối thứ năm tuần sau. Cá tính mà dễ thương như Quân nói, tại sao lại phải đi tìm kiếm một tình yêu vậy? Tình cảm cũng có đó anh, nhưng mà lạ lắm, nó giống như một cơn mưa rào giữa mùa hạ. Tháng qua có tình cảm nào là một cơn mưa giông giữa mùa đông? Cuối năm lớp 11, em có thích một thầy dạy thể dục ở trường. Mặc dù biết là thầy có người yêu rồi. Chị có nghĩ mình là người thứ ba không? Em đã trải qua hai mối tình sâu đậm. Sâu đậm như thế nào? Bạn ấy nắm tay em, nhưng mà em không cho, tự nhiên bạn ấy chia tay với em. Trời ơi. Con trai của cô lớn rồi, nhưng lúc nào cũng muốn có người chăm chút, con có thể lo lắng cho người con trai cô được không? Được ạ. Chăm như là chăm em bé, chăm con luôn nha. Chăm như em bé, chăm con cơ ạ. Được không?
sợ thời gian để mà chăm sóc thì cũng hơi hạn chế ạ. Bạn trai của con chết lâu như vậy, con có ám ảnh hay không? Người mà gia đình chúng tôi cho phép được yêu là